giờ hả? Tôi muốn mua chai dầu thơm nè, tôi muốn mua đôi giày tính lập sàn, ông mua được không? Tôi qua tôi hỏi đợi ăn uống gì, không lẽ đợi ăn dài uống dầu thơm? Chẳng những tôi muốn vậy mà tôi còn muốn ăn thêm con vịt luộc nữa. Ấy đợi ăn trước cái phao câu được không? Còn mấy kia ăn bù sao? Trời ơi, bệnh nặng dữ vậy sao? Bây giờ không nói chuyện với người mà nói chuyện với heo không là sao? Ngày mới quen nhau em không một lời cay đắng, mà nay đã đắng cay đến mấy vạn lần rồi. Đón xem tập 7 sitcom Vũ Long Đại Náo vào lúc 13:15 ngày 17 tháng 2 năm 2019 trên kênh HTV7.